Xin chào mọi người, thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho bạn là mẫu áo nịt mới bên mình là không ghen, viền thu hẹp nhỏ lại. Thì đây là chi tiết của cái áo, viền thu lại gần như là 70-80% so với áo cũ nha. Và cổ được sâu hơn, giúp cho bạn mặc áo, thí dụ như cổ áo thun cổ rộng hoặc là sơ mi sẽ không có bị lộ viền, cũng như là ôm sát body hơn. Ôm phom chuẩn, không có phải là ôm bó sát nha. Cái loại này là mình đang quay cho bạn là loại không ghen. Đây, nền vải mặc rất là thoáng mát, thấm mồ hôi hiệu quả luôn. Và có ba tăng gài, bạn dễ dàng điều chỉnh độ ôm tùy ý. Loại này là sẽ có hai loại là có ghen và không ghen. Hiện tại mình đang quay cho bạn là loại không ghen. Thì có tất cả các màu là màu đen, màu kem, màu trắng và màu xanh rêu, màu xám nữa. Thì các bạn ấy muốn biết chi tiết sản phẩm, mình có size là từ S tới 4XL. Các bạn muốn chi biết chi tiết sản phẩm thì inbox trực tiếp cho mình nha. Cảm ơn mọi người.